Và sau đây là những phần tin liên quan đến Á Châu, thưa quý vị. Lãnh đạo của nước Úc lên án nhóm tân phát xít tụ tập ở trên đường phố. Trong một cuộc họp báo ở Sydney mới đây, thủ yến của New South Wales là ông Chris Minn cho biết, cảnh sát đang phải đối mặt với những cá nhân phân biệt chủng tộc tồi tệ ở trên đường phố của New South Wales. Tuyên bố được đưa ra khi mà cảnh sát phải giải tán và áp đặt lệnh hạn chế đối với ba người đàn ông mặc đồ đen tụ tập ở một công viên phía bắc của thành phố Thủ hiến Minsk mô tả đây là một cuộc tụ họp của các phần tử tân phát xít. Cuộc tụ tập này diễn ra hai ngày sau khi hàng chục người mặc đồ đen trùm đầu, che mặt, họ tràn vào ga tàu điện Amantnan ở Sydney trong ngày quốc khánh. Sau khi nhận được tin, cảnh sát New South Wales đã điều động đơn vị chống bạo loạn chờ ở tại nhà ga North Sydney. Khi tàu vào ga, cảnh sát đã hướng dẫn hành khách rời con tàu và sau đó thì phát hiện ra 61 người đàn ông mặc đồ đen ở một số toa tàu. Những người này mang theo một lá cờ và một số vật dụng như là khiên chắn. 6 người đã bị bắt để điều tra, 55 người bị cảnh cáo vì hành vi gây dối. Thủ lĩnh của tân phát xít của Úc Thomas Sewell thừa nhận đã xuất hiện ở trong nhóm mặc đồ đen ở trên xe điện. Giới chức nước Úc sau đó đã cấm Sewell tham dự bất kỳ sự kiện nào trong ngày quốc khánh ở Sydney. Loạt biểu tình ủng hộ cho người bản địa cũng đã nổ ra trong ngày quốc khánh Nước Úc hồi đầu tháng đã phải áp lệnh cấm chào theo kiểu đức quốc xã hoặc là bày bán các biểu tượng có liên quan đến các tổ chức bị coi là khủng bố. Iran kêu gọi Thụy Điển bảo đảm an ninh cho các cơ quan đại diện ngoại giao. Hãng thông tấn Fox News mới đây vừa dẫn lời Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian chỉ trích mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào một nhân viên của đại sứ quán nước này ở Stockholm, đồng thời kêu gọi Thụy Điển bảo đảm an toàn cho các cơ quan đại diện ngoại giao. Ông Abdullahian, yêu cầu chính phủ Thụy Điển tuân thủ các nghĩa vụ được quy định trong Công ước Viên liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan đại diện và nhân viên ngoại giao. Theo cảnh sát Stockholm, 5 người đã xông vào Đại sứ quán Iran tại Thụy Điển chiều 23 tháng Giêng trước khi bị áp giải ra ngoài. Mối quan hệ giữa Tehran và Stockholm đã trở nên căng thẳng sau khi Thụy Điển bắt giữ ông Hamid Nouri, một cựu giới chức Iran, khi nhân vật này đến sân bay Stockholm hồi tháng 11 năm 2019 với những cáo buộc được cho là vô căn cứ. Ông Nuri đã bị biệt giam kể từ khi bị bắt. Hồi tháng 7 năm 2022, cựu giới chức tư pháp Iran bị một tòa án ở Thụy Điển kết án tù chung thân. Iran đã bác bỏ bản án của tòa án Thụy Điển, coi đây là bản án bất hợp pháp và kêu gọi trả tự do cho ông Nuri. Đại biện lâm thời Đại sứ quán Iran tại Stockholm, Mohammad Amadi cho biết, các giới chức Thụy Điển đã xin lỗi về vụ việc nói trên và nhấn mạnh cam kết của quốc gia Bắc Âu về việc duy trì và bảo đảm an ninh cho Đại sứ quán và các nhân viên ngoại giao của Iran, theo Công ước viên. Cũng theo ông Amadi, năm đối tượng tấn công đã bị bắt giữ và sự việc sẽ được theo dõi cho đến khi thủ phạm bị kết án. Ai Cập và Độ tiến hành cuộc tập trận chung về tác chiến ở trên sa mạc. Thông cáo gần đây của lực lượng vũ trang Ai Cập cho biết là lực lượng đặc nhiệm là Thunderbolt và lính dù của Ai Cập đang thực hiện cuộc tập trận chung mang tên là Cyclone 2, tức là lốc xoáy, với lực lượng đặc nhiệm quấn độ. Theo người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ai Cập cho biết, Cyclone 2 sẽ kéo dài đến ngày 1 tháng 2, diễn ra ở tại khu vực huấn luyện chiến đấu của lực lượng Thunderbolt ở tỉnh Shakya của Ai Cập. Cuộc tập trận được tổ chức để nhằm giúp cho các lực lượng của cả hai bên hoàn thiện quy trình tác chiến ở trên địa hình sa mạc và bán sa mạc. Được tổ chức theo chương số 8 của đến chương Liên Hợp Quốc, cuộc tập trận chung của quân đội Ai Cập và Ấn Độ được tiến hành theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu bao gồm triển lãm quân sự và trao đổi chiến thuật. Giai đoạn 2 tập trung vào các khoa mục huấn luyện về thiết bị nổ tự chế, chống thiết bị nổ tự chế và sơ cứu chiến đấu. Giai đoạn cuối cùng bao gồm có nội dung huấn luyện chiến thuật chung, mô phỏng các tình huống chiến đấu ở trong khu vực có mật độ xây dựng cao và các kịch bản giải cứu con tin. Hồi tháng 1 năm 2023, các lực lượng đặc nhiệm của Ai Cập và Ấn Độ đã thực hiện thành công cuộc tập trận chung là Cyclone One. Campuchia bắt bác sĩ lừa hàng loạt bệnh nhân ghép thận. Tờ Khmer Times ngày 29 tháng Giêng đưa tin một bác sĩ là tổng giám đốc một phòng khám đa khoa ở Campuchia vừa bị bắt và bị truy tố về cáo buộc liên quan đến việc bán thận và lừa 18 nạn nhân khoảng 1 triệu Mỹ Kim. Theo văn bản của tòa, bác sĩ này là ông Gareth Samun, tổng giám đốc bệnh viện đa khoa Metro RLV, hiện cư ngụ tại khu vực Obeka Arm tại Phnom Penh. Ông Samun bị cáo buộc vi phạm các điều khoản trong bộ luật hình sự và luật về quản lý hiến mô tạng của Campuchia, với tổng mức án lên đến 15 năm tù giam. Một số nạn nhân trình báo rằng bệnh viện trên liên quan đến buôn lậu thận và các nội tạng trái phép, cũng như làm ăn lừa đảo. Theo chuẩn tướng Kiao Tia thuộc Cơ quan Phòng chống buôn người tại Bộ Nội vụ Campuchia cho biết, các cơ quan thuộc Bộ Nội vụ nhận thông tin trình báo vào ngày 16 tháng 10 năm 2023. Ông Tia cho hay bác sĩ Samun sau đó bị bắt vào ngày 21 tháng Giêng theo trác của tòa án Phnom Penh. Theo báo cáo của cơ quan điều tra, 18 nạn nhân đã được xác định có bệnh thận và được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Metro LV. Các nạn nhân cho biết họ đã trả ông Samun tối thiểu 50.000 Mỹ Kim để giúp họ đến Ấn Độ ghép thận. Tuy nhiên, họ chưa từng đến Ấn Độ hay được ghép thận. Bộ Y tế Campuchia cũng đã ra quyết định tạm dừng mọi hoạt động của bệnh viện này. Philippines bác bỏ dàn xếp đặc biệt với Trung Quốc để tiếp tế cho binh sĩ ở bãi cỏ Mây. Philippines vào ngày hôm nay đã bác bỏ về việc Bắc Kinh nói là đã có những dàn xếp đặc biệt tạm thời với Manila để cho phép tiếp tế cho các binh sĩ Philippines đồn trú tại bãi cỏ Mây. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh quốc gia Philippines là Jonathan Malaya đã được hãng thông tấn Reuters dẫn lời gọi đó là sự tưởng tượng không có thật phía Trung Quốc trước đó cho biết lực lượng tuần duyên của họ đã thực hiện những sắp xếp đặc biệt tạm thời để cho phép phía Philippines tiếp tế cho các binh sĩ đồn trú ở trên chiến hạm BOP Sierra Madre thuộc về thời đệ nhị thế chiến bị mắc cạn, làm tiền tiêu ở tại khu vực bãi cỏ mây tranh chấp. Theo Reuters, một máy bay nhỏ của Philippines đã thả vật phẩm tiếp tế xuống chiếc chiến hạm mà theo Trung Quốc cho là mắc cạn bất hợp pháp ở tại khu vực bãi cỏ mây. Thông cáo viết rằng tuần duyên Trung Quốc đã theo dõi và giám sát tình hình thực tế, kiểm soát, hành xử theo luật pháp và quy định và thực hiện những sắp xếp đặc biệt tạm thời để phía Philippines tiếp tế những vật phẩm cần thiết. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines thì không xác nhận hay là bác bỏ hoạt động của máy bay phía Philippines thả hàng tiếp tế xuống cho binh sĩ ở bãi cỏ mây, mà chỉ nói rằng hoạt động tiếp tế cho binh sĩ là quyền của nước mình. Trước đây, tuần duyên Trung Quốc đã cho sắp xếp tàu để ngăn chặn những chuyến tiếp tế cho các binh sĩ đồn trú ở chiến chiếc chiến hạm trở thành tiền đồn quân sự của Philippines ở tại bãi cỏ mây cách Palawan 190 cây số về phía tây. Trung Quốc còn thường xuyên yêu cầu Philippines kéo chiếc chiến hạm này đi trên cơ sở lời hứa mà Manila đưa ra. Tuy nhiên, Tổng thống Marcos Jr. đã từ chối thực hiện yêu cầu này. Trung Quốc vực dậy thị trường bất động sản để ngăn chặn khủng hoảng tài chính. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hạ lãi suất vay liên ngân hàng và ban hành các quy định mới để tăng khả năng tiếp cận của những công ty bất động sản đối với các khoản vay của những ngân hàng thương mại. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã thực hiện những chính sách mới trong tuần này để vực dậy các thị trường tài chính và phục hồi tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Các động thái nhằm vào hỗ trợ hoạt động cho vay và chi tiêu với hàng tỷ Mỹ Kim tiền mặt đã được đẩy mạnh khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hạ tỷ lệ dự trữ của các ngân hàng và ban hành các quy định mới để khuyến khích những ngân hàng cho vay nhiều hơn đối với các công ty bất động sản. Cụ thể, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã hạ tỷ lệ dự trữ của các ngân hàng 0,5% điểm từ ngày 5 tháng 2. Theo Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Phan Công Thắng, động thái này sẽ giúp thêm 140 tỷ Mỹ Kim cho thị trường. Ngân hàng này cũng hạ lãi suất vay, liên ngân hàng và ban hành các quy định mới để tăng khả năng tiếp cận của những công ty bất động sản đối với các khoản vay của những ngân hàng thương mại. Hàng chục công ty bất động sản đã vỡ nợ sau khi chính phủ siết chặt hoạt động cho vay đối với lĩnh vực này vài năm trước, trong đó có công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc, China Evergrande với số nợ lên đến 300 tỷ Mỹ kim. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã chủ trì một cuộc họp của chính phủ Trung Quốc trong tuần này và nói rằng cần thêm các giải pháp để ổn định thị trường và thúc đẩy lòng tin. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Trung Quốc nói đầu tư tại nước này không phải một khoản đầu tư rủi ro mà là một cơ hội. Hơn 250 trẻ em tử vong vì viêm phổi tại Pakistan trong tháng đầu năm nay. Sở Y tế của tỉnh Punjab của Pakistan vừa công bố sự gia tăng nhanh chóng về số trường hợp bị mắc và tử vong liên quan đến viêm phổi ở trẻ em là do ô nhiễm môi trường bởi sương mù gây ra trong mùa đông. Cơ sở này cho biết là họ đã có thêm 18 trẻ em trở thành nạn nhân mới nhất của căn bệnh viêm phổi ở trên tỉnh này. Điều này đã nâng tổng số ca tử vong lên đến hơn 250 trường hợp. Kể từ ngày 1 đến ngày 28 tháng riêng của năm nay, Tuyên bố cho biết thêm là khoảng 7, 870 trường hợp đã được báo cáo trong tỉnh trong vòng 24 giờ qua. Trong đó có khoảng 177 bệnh nhân được chẩn đoán ở thủ phủ của Lahore của tỉnh Punjab. Sở Y tế cho rằng sự gia tăng nhanh chóng số trường hợp và tử vong là do ô nhiễm môi trường bởi sương mù gây ra trong mùa đông. Các cơ quan y tế hiện nay đang nỗ lực giải quyết sự gia tăng của các trường hợp viêm phổi Nhà chức trách kêu gọi nhu cầu cấp thiết về nhận thức cộng đồng và các biện pháp phòng ngừa để nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Ngoài thời tiết lạnh giá, nguyên nhân chính gây ra bệnh viêm phổi và tử vong người trẻ em cũng liên quan đến dinh dưỡng và tiêm chủng thấp. Trước đó, Pakistan cũng ghi nhận rất nhiều trẻ em bị chết vì căn bệnh này trong mùa đông hàng năm. Nhưng năm nay, tỷ lệ tử vong đã tăng đến 10% do chất lượng không khí ngày càng tồi tệ.